Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái trận chiến với cả Sirenhead. Trận chiến với tất cả Sirenhead và Megaphone và Megahorn. Đây, bây giờ mình sẽ triệu hồi ra Sirenhead đầu tiên nha các bạn. Ok các bạn, thì là bây giờ mình sẽ triệu hồi Sirenhead Lumen này, Sirenhead Blood này và Sirenhead Dark Sirenhead nha. Và tiếp tục là Sirenhead Game. Tiếp theo là Sirenhead IC. Tiếp theo là Sirenhead Sirenhead và tiếp theo là Sirenhead Hood nha các bạn. Ok các bạn, thì là mình nghĩ là mình sẽ triệu hồi một con headline nữa. Ok các bạn, một con headline nha. Đây, một con headline. Đấy, con quỷ đầu đèn. Ok, và đây là còn lại là bọn quỷ đồ loa. Tiếp theo thì mình sẽ triệu hồi một con quái vật mang tên là mẹ đẻ của quỷ đồ loa nha các bạn nhá. Đó chính là con này là con Megaphone nha các bạn nhá. Mẹ đẻ của quỷ đầu loa nha các bạn. Đứng đầu của bọn quỷ đồ loa luôn. Nhưng mà không phải đâu các bạn, nếu mà nó đứng đầu thì phải nói là tổ tiên của gọi là của quỷ đồ loa là con Megahorn này này. Đây, bạn thấy không? Đấy. Đây mới là tổ tiên của Megahorn các bạn nhé. Con này thì gọi là bá đạo luôn các bạn ạ, nó ăn thịt bọn sàn này hết ấy. Nói chung là mình không biết là con Megahorn này nó có phải là bố đẻ của con quỷ đồ loa hay không, nhưng mà nó như kiểu là con cụ kỵ gọi là tổ tiên của sàn này hết ấy. Tức là nó rất là khỏe luôn. Nó rất là khỏe và kiểu như rất là thông minh ấy. Tí nữa mình sẽ cho các bạn biết là khi nó đánh nhau nó sẽ thế nào nha các bạn, nó cực kỳ nguy hiểm luôn. Hai con này, hai con đại tướng này ghê vãi chưởng luôn. Ok, bây giờ mình sẽ triệu hồi tiếp một con, đó chính là con Giant. Đây, một con Giant màu đen đen xì luôn các bạn nhé. Hệ support Giant ghê vãi chưởng luôn các bạn, ghê chưa anh em. Đấy, nhìn như kiểu là cái con ma, kiểu bóng ma trong bóng đêm ấy, nhưng mà nhìn không có mắt luôn thì vãi chưởng ạ. Nhưng con này không có mắt này các bạn này, không mắt không mũi, thế thì nó đánh nhau bằng kiểu gì đây? Ok các bạn, thì là bây giờ ấy à, mình sẽ triệu hồi thêm một con, một vài con mega megaphone nữa. Đây, ok, trong trận chiến ngày hôm nay nói chung là đánh chiến đấu thì cứ phải gọi là vãi trưởng luôn các bạn. Đây, tiếp theo nha. Rồi, như này đã, bởi vì để xem là cái bọn này ấy, nó sẽ đánh nhau như nào nhá. Mình sợ là bọn này nó sẽ tấn công con vật này, nhưng mà mình cứ kệ nó đi. Bây giờ mình ấn set nó nha, để cho nó không ban mình. Chứ nếu mà bây giờ mình không set nó ấy, thì nó sẽ ban mình ngay, nó tỉn mình ngay các bạn nhé, nó sẽ cắn chết mình ngay. Thì là bây giờ để xác định xem là có phải con Megahorn này là bố đẻ của Sirenhead hay không, thì là mình sẽ làm cách như sau. Bây giờ mình sẽ để cho nó đánh tự nhiên để xem là nó có đánh Sirenhead hay không nhé. Nếu nó đánh Sirenhead thì chứng tỏ là không phải bố đẻ của Sirenhead đâu. Ok các bạn, bắt đầu nha. Rồi, lên. Holy shit các bạn. Oh why, holy shit các bạn, con Megahorn nó giết Sirenhead rồi anh em ơi. Nó ăn thịt Sirenhead để nó tăng sức mạnh, đúng rồi anh em. Như vậy là cái con quỷ Megahorn nó đã ăn thịt Sirenhead để nó tăng sức mạnh anh em nhé. Thế thì chứng tỏ một điều là cái con quỷ Megahorn này nó không thuộc trong cái bầy đàn, không thuộc trong cái dòng tộc của Sirenhead các bạn ạ. Holy shit, con Giant này. Ủa ơi, nó hóa màu đỏ luôn anh em ơi. Ủa holy shit các bạn, con Giant hóa màu đỏ này anh em. Ghê vãi chưởng các bạn. Oh my god, con Giant này ấy, chưa ai dám động đến nó sao các bạn ạ. Con Giant này nó đánh cho sàn hết nha các bạn. Ê, wow, lồ, con Megahorn. Con Megahorn này nó nhẹ thịt các bạn ạ. Khi mà con Megahorn nó ăn thịt sàn hết xong ấy, thì nó sẽ nhả ra cục thịt. Nhưng mà các bạn ơi, bạn thấy chưa? Ô, vãi trưởng ạ, con Megaphone nó tiêu diệt Megahorn rồi. Ghê vậy. Holy shit các bạn, như vậy là mẹ đẻ của Sirenhead đã tiêu diệt Megahorn các bạn nhé. Mạnh thế nhỉ. Có cái tập game mà mình đã làm về các Megaphone cả Megahorn rồi, thì là Megahorn nó giành lợi thế hơn ấy, nó ăn thịt được cả Megaphone, thế mà sao hôm nay Megaphone ăn thịt được nhỉ. Khỏe thế. Từ từ bây giờ mình sẽ kiểm tra info để xem nó còn bao nhiêu máu. Ôi, hai con này đang đấu nhau hay sao này. Holy shit các bạn, nó còn rất nhiều máu luôn. Thoải mái máu bạn nhé. Ok, thì là bây giờ mình sẽ cho đứng im. Rồi, thì là bây giờ mình sẽ biến hình cái con Megahorn, Megaphone này trở thành màu vàng các bạn nhé. Đây, piu, đấy, đội quân vàng. Đây là trở thành Gold Megaphone các bạn nhé. Gold Megaphone. Đấy, ok, như này nha các bạn. Ok, thì là bây giờ mình sẽ nhập thể nó lại với nhau để xem nó sẽ trở thành hình thù như nào nha. Nhập thể Megaphone lại với nhau. Ok, nhập thể vào con này đi. Piu, rồi. Từ từ. Piu. Holy shit. Vãi cả trưởng à. Ui, khi mà nhập thể lại các bạn nhìn này. Ui, lì xích các bạn. Đây này, nó có hai bàn tay luôn này, vãi trưởng ạ. Ui, lì xích các bạn. Ui, wow. Ok,
mình sẽ triệu hồi tiếp một vài con megaphone nữa và mình sẽ sáp nhập lại với nhau, kết hợp nó lại với nhau nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ kết hợp lại với nhau nha, để xem nó thành hình thù nhau nha. Và đây, holy shit, oh my god, trời ơi, ghê vãi, ghê vãi. Rồi, yeah, bây giờ nó thành hình nhảy các bạn ạ, nửa trắng nửa vàng này các bạn ơi. Ui, bố vãi trưởng hả, holy shit, cả trắng cả vàng luôn anh em ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử điều chỉnh cái... Ôi, holy shit, vãi trưởng ạ. Ok, mình sẽ để nhảy nha, ghê à nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ triệu hồi săn hết để mình kết hợp lại với nhau, xem nó sẽ biến thành một hình thù gì. Mình sẽ triệu hồi săn element. Ok, bây giờ mình sẽ hóa săn element để to lên một tí. Đấy, để nhà nha, sau đó mình sẽ kết hợp lại với nhau. Ok, nhập thể các bạn nhá. Từ từ anh em, nhập thể luôn, yeah. Wow, không có gì hết bạn ạ, không có cái gì hết, không có gì biến đổi cả, vẫn như thế cả anh em ạ. Holy shit, ôi mất màu vàng luôn này. À đây rồi, đây rồi. Ok. Ui, vãi trưởng, ui ôi. Ghê. Được rồi anh em, bây giờ mình sẽ triệu hồi ra một đống ra này hết và mình sẽ kết hợp lại với nhau. Ok, bây giờ mình sẽ kết hợp nó lại với nhau nha, để xem nó sẽ trở thành con săn hết kiểu gì. Bây giờ tới anh em, một con. Holy shit, kết hợp lại này, kết hợp lại đây. Từ anh em, ôi, dường như là kết hợp lại với nhau thì nó không có gì thay đổi cho lắm các bạn. Đây, mình sẽ thử cho nó cao lên một tí nhé. Holy shit, các bạn nhìn này, một con san hét bé tí ở dưới phía dưới. Holy shit, vai trưởng ạ, à, nó bị chìm xuống dưới này anh em. Ghê, bây giờ mình sẽ cho hai con này đánh nhau nhé, để xem là ai sẽ chiến thắng. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho nó biến đổi thành một cái màu khác đi. Từ từ anh em, đây. Đây, không biến đổi được màu các bạn ạ. Không chỉnh được màu nha các bạn, ok cho đánh nhau luôn. Rồi bây giờ mình sẽ set nó đó, rồi ok. Fake tool nó nhá, bởi vì đây là hai mẹ con cho nên là nó sẽ không đánh nhau đâu, cho nên mình sẽ phải kích hoạt chế độ đánh nhau cho nó. Rồi. Holy shit. Như vậy là con mẹ đã đẩy con ra phía xa rồi anh em ạ. Đánh đi. Ô ơi, cái con ở dưới mà chịu trách nhiệm di chuyển và cái con ở trên chịu trách nhiệm đánh các bạn ạ. Ok đi luôn bạn. Bạn thấy không? Đấy. Ghê thật. Ok các bạn, mình kiểm tra máu của nó. Chỉ cần vài một cú vả thôi là nó khiến con săn này hết bị đi luôn bạn nhé. Rồi ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ triệu hồi một con quái vật khác, đó chính là con Godzilla nha. Đánh nhau với cả con Megahorn, à con Megaphone. Đây, đây rồi. Lên rồi anh em, lên rồi. Wow. Con Godzilla nó đang phóng ra một cái luồng khí cực kỳ mạnh luôn. Cái tiếng gầm của nó có thể gây sát thương các bạn nhé. Ủa, nhưng mà nó bị Megaphone đẩy ra phía xa rồi anh em ạ. Xông lên. Godzilla rất là máu chiến luôn, Megaphone có vẻ như không muốn đánh thì phải. Godzilla nó cắn vào chân và đùi của con Megaphone. Ui, con Megaphone vải một phát, con Godzilla đẩy lùi ra ngoài luôn các bạn ạ, đẩy lùi ra ngoài luôn. Godzilla gầm lên. Megaphone thì nó có một cái chiêu thức, đó chính là sử dụng bộ loa để đẩy đối phương ra ngoài các bạn nhá. Nhưng cái sóng âm của nó ấy, cái này là cái sóng âm của nó cực kỳ mạnh luôn, nó gây sát thương rất là lớn các bạn nhá, nó đẩy rất là xa luôn này, các bạn thấy không? Cái con Godzilla này nó phải nặng 10.000 tấn, nhưng mà ấy, bạn biết không? Nhưng mà nó đẩy rất là dễ luôn anh em ạ, chính tỏ cái bộ loa này của nó công suất cực kỳ lớn nha các bạn. Một vả, các bạn thấy không? Khi mà Godzilla và Megaphone đánh ấy, hai con này đều nặng ký, gọi là cũng gần như nhau ấy, nhưng mà mỗi cú vả của Megaphone nói chung là rất là mạnh luôn. Holy shit, cuối cùng thì là nó đã đẻ ra bọn Sirenhead rồi anh em ơi. Holy shit, nó đã tạo ra một hiệu ứng phải gọi là vãi trưởng ạ. Ôi trời ơi. Holy shit các bạn. What the hell. Ủa ơi, tí đánh mình. Vừa rồi là con Sirenhead game nó tấn công mẹ của nó. Nó tấn công con Megaphone các bạn ạ. Vãi trưởng ạ. Mình biết rồi các bạn. Mình biết rồi.
cái bọn Siren Head Con ấy mà khi được con Megaphone nó đẻ ra trong lúc chiến đấu thì nó đã hiểu nhầm rằng là con Megaphone nó là kẻ địch. Bởi vì sao biết không? Bởi vì là mình đã sát nhập, tức là mình đã nhập thể rất nhiều những con Megaphone lại với nhau. Cho nên là có lẽ là cái sự nhập thể đó đã khiến cho nó không nhận ra đấy chính là mẹ của nó. Cho nên là nó chính con bọn Siren Head đã tiêu diệt chính con mẹ của nó. Ok các bạn, không hiểu tại sao luôn mà. Mình không hiểu tại sao luôn ấy, nhưng mà đúng là các bạn vừa rồi các bạn đúng không? Rõ ràng là cái bọn Siren Head nó tấn công Megaphone, nó tấn công mẹ đẻ của quỷ đầu loa. Vai trưởng hạng không thể ngờ luôn. Nó lại bảo vệ con Godzilla thì mới kinh chứ. Nhưng mà sau khi mà nó tấn công xong thì chúng nó cũng chết luôn các bạn nhá. Chúng nó cũng bị tiêu hủy luôn các bạn ạ. Đấy, đó một điều rất là khó hiểu luôn. Khi mà mẹ đẻ của quỷ loa bị bọn Siren Head tấn công thì là chính bọn Siren Head. Thế là mất tích luôn các bạn. Mình không biết là bọn Siren Head đó đã bị chết hay bị biến hình hay như nào. Có thể là nó đang chui dưới đất các bạn ạ. Mình không biết nữa. Rất là nhanh luôn. Rồi ok, mình nghĩ là mình sẽ kết thúc cái video tại đây nha. Và cảm ơn tất cả các bạn xem clip này. Và các bạn nhớ đăng ký kênh nha, chia sẻ các clip ủng hộ mình nha. Bye bye, yêu tất cả các bạn. Bye bye.